Thưa quý vị, sau dịp Tết, tại hầu hết các địa phương trên cả nước bước vào mùa lễ hội, có rất nhiều nơi lễ hội kéo dài cả tháng, tập trung rất đông người. Với tình hình dịch bệnh virus corona có nhiều diễn biến nguy hiểm như hiện nay, thì lễ hội, nơi tập trung đông người cũng chính là môi trường dễ lây lan của virus. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dân tỏ ra thờ ơ, không nắm rõ thông tin về loại dịch bệnh nguy hiểm này. Mùng 6 Tết Canh Tý, khai hội Chùa Hương. Hàng vạn du khách đổ về chùa Thiên Trù mặc cho dịch virus corona đang hoành hành. Mặc dù đã có khuyến nghị từ chính phủ, người dân nên hạn chế ra đường, đặc biệt là các khu vực lễ hội. Nhưng tại đây, rất nhiều người không thực hiện biện pháp phòng ngừa tối thiểu như đeo khẩu trang vì tin rằng dịch chưa thể tới đây. Cũng yên tâm đấy, bởi vì nó chưa về khu vực mình. Bởi vì là chắc đến chỗ linh thiêng này nó cũng cảm thấy yên tâm hơn. Chú chỉ rất là vui, rất là thích. Chú không có cảm giác gì nào phải đeo khẩu trang. Trong khi đó, những ngày đầu năm, lượng người kéo về chùa Tam Trúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ngày một đông, cho dù còn chưa đến ngày khai hội. Theo ghi nhận của lực lượng an ninh, mỗi ngày có từ 7 đến 10 vạn người về Tam Trúc. Ngày cao điểm, con số có thể lên tới hơn 10 vạn người. Hầu hết khách thập phương đến đây đều không có cảm giác lo lắng đối với dịch bệnh corona này. Thông tin của đại chúng thì ở Việt Nam mình cũng chưa có trường hợp xảy ra, nên là đi đến chỗ đông này cũng cảm thấy bình thường, cũng chưa có cái gì là lo lắng gì cả. vẫn thấy bình thường, cũng chỉ thấy bảo là có mấy ca thôi thì chả biết là có thật hay không, thì trên mạng như thế chả biết. Với nhiều người Việt, lễ hội chính là cơ hội quan trọng trong năm để đối đáp ứng nhu cầu vui chơi văn hóa, nhu cầu tâm linh. Thế nhưng với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nhu cầu này chắc chắn phải xếp sau chuyện sinh tử mà người dân cả nước đang phải đối mặt. Ngày 31 tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công điện số 393 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Chiều ngày 1 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chính thức công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Việt Nam. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân, nhiều người dân thủ đô vẫn còn chưa biết cách phòng ngừa tối thiểu. Phủ Tây Hồ, Hà Nội, di tích quốc gia và là nơi linh thiêng được nhiều người dân đến thắp hương và cầu nguyện mỗi dịp đầu xuân. Dù đang trong tâm dịch corona, nhưng ở đây vẫn thu hút khá đông người dân đến thắp hương cầu nguyện. Trên xã hội bây giờ có cái dịch viêm phổi cấp Vũ Hán, cho nên là mình cũng hết sức tránh, nhưng bởi vì mong muốn đầu năm thì cũng đi lễ chùa chiền ở một số nơi để cầu an, cầu bình an cho gia đình. Tuy nhiên, đối với một số người khác lại tỏ ra thờ ơ với biện pháp phòng ngừa tối thiểu như đeo khẩu trang. Thậm chí nhiều gia đình vẫn cho con nhỏ đi chùa nhưng không hề có dịch virus corona xảy ra. Phòng chống thì chả biết thế nào để mà phòng chống cả. Đeo khẩu trang thì nhiều cái nó cũng bất tiện nên cũng không thể đeo được. Hôm nay cả nhà em đi là cũng chả ai đeo khẩu trang cả, cả em bé luôn. Và em cũng nhìn thấy là rất là nhiều người đeo khẩu trang nhưng mà em thấy cũng cách khẩu trang như bình thường, nếu mà khẩu trang hẳn là đủ của Bộ Y tế thì có thể là phòng chống được, chứ còn bình thường cái khẩu trang bình thường em nghĩ là nó chả phòng chống được. Sau chỉ thị của Thủ tướng, hàng loạt các hội lớn nhỏ trên cả nước đều tạm dừng không khai hội như lễ hội Đền Trần, lễ hội Phết Xã Hiền Quan, hội xuân Chùa Tam Trúc, hội xuân Yên Tử. Theo nhà báo Nguyễn Quang Hưng, lễ hội là nơi dịch bệnh lan nhanh nhất và không kiểm soát được vì quá nhiều thành phần, nên dừng lễ hội là rất đúng đắn trong thời gian này. Nếu chỉ một trường hợp trong lễ hội bị phát hiện mắc bệnh, chắc chắn sẽ gây hoảng loạn quy mô lớn, có thể dẫn tới mất kiểm soát về tư cách. Giống như dân gian vẫn nói là phép vua thua lệ làng đấy, mặc dù có thể có quy định này quy định khác, hay có những chỉ đạo này chỉ đạo khác, nhưng đối với người dân thì người ta vẫn mong muốn là được thực hiện những cái quy ước chung của cộng đồng từ xưa đến nay rồi, thì thực sự tôi nghĩ là vẫn phải có những cái biện pháp cũng mang tính chất kiên quyết. Nếu mà nó là những cái nhu cầu bắt buộc và không thể thiếu được trong các cái dịp lễ hội của làng, của xã chẳng hạn, thì có lẽ là người ta nên duy trì thiên về phần lễ để thực hiện đầy đủ các nghi thức đối với các cái bậc tiên thánh vân vân được tôn vinh ở địa phương, ở trong các cái môi trường, các cái quy mô nó cũng nhỏ hẹp thôi, của đình làng, của chùa, của đền miếu vân vân chẳng hạn. Còn những cái hoạt động có tính chất là vui chơi này, hay là các cái trò chơi dân gian các thứ chẳng hạn, thì tôi nghĩ là nên có sự gia giảm để tránh cái việc tập hợp đông người, bớt đi được những cái nguy cơ mà nó lan truyền dịch bệnh. Phòng chống dịch bệnh là một vấn đề lớn của toàn cầu nên chắc chắn cần được ưu tiên. Bên cạnh đó, ngành văn hóa phải tham gia tích cực vào việc tuyên truyền phòng chống dịch, cũng như hướng dẫn để người dân vẫn thực hành được phần nghi lễ dâng hương gọn nhẹ, linh thiêng, bỏ đi những phần hội hè tập trung đông người để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.
Và để phòng chống dịch virus corona, Thủ tướng đã yêu cầu hạn chế tập trung đông người, riêng các tỉnh đã công bố dịch dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc.